Đây em vàng được 8 tháng tuổi rồi, mới sa lơ bỏ. Thì em này xoáy dài nha, xoáy dài lắm. Vàng lửa. Thì anh em nào thích chơi thì về là mình phối giống, mình khai thác được rồi. Chỉ cần chờ khoảng 2 tháng nữa thôi. Rồi để đoan riêng vậy, mở mở miệng em coi cái đốm lưỡi cái. À. Nè, em này hơi lớn nên mở miệng nó hơi khó cái. Đốm lưỡi nằm trong. Đốm lưỡi trong đó. Đó, đốm lưỡi đó. Đó, đó.